phản hồi quan ngại của báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về các văn bản pháp luật trong nước hạn chế quyền tự do phát biểu, lập hội và nhóm họp. Hà Nội nói các quyền này không bị cấm đoán hay giới hạn nếu không vi phạm lợi ích nhà nước. Văn thư phản hồi của Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc ngày 27 tháng 4 nói, mọi công dân Việt Nam đều có thể bày tỏ ý kiến của mình và thực hiện quyền tự do ngôn luận thông qua các cơ quan báo chí. Đại diện ngoại giao của Việt Nam ở Geneva nói, với 72 triệu tài khoản trên mạng xã hội, công dân trong nước có thể sử dụng mạng xã hội để thực thi quyền tự do biểu đạt, tiếp cận thông tin, phù hợp với luật pháp mà không bị cấm đoán hay giới hạn, nếu không vi phạm lợi ích nhà nước, cộng đồng và tổ chức công dân. Tháng 12 năm ngoái, các báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc thuộc Văn phòng Cao ủy Nhân quyền nêu quan ngại về các văn bản vi phạm pháp luật của Việt Nam như Nghị định 80, Nghị định 56, Nghị định 72. Nói rằng, việc áp đặt thêm các quy định gò bó này vi phạm Điều 21-22 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, cũng như Điều 8 của Công ước Quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa.